Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Và như mọi người thấy thì hôm nay thì Bắp đang sử dụng cái gọi là tập Cyblock. Đấy, tập Cyblock nhá. Tập người máy anh em ạ. Nếu anh em xem video, anh em hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhá. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo từ những video sau nhé mọi người ơi. Thì bây giờ Bắp mới chuyển sang tập Cyblock và để test xem là có sức mạnh của tập Cyblock này nó đã hồi phục lại chưa nhá mọi người. Lâu lâu lắm rồi thì mới chơi tập Cyblock mà mọi người ạ. Mình kể cho mọi người nghe là đây là cái tập và đầu tiên mình chơi AV4 lên tập này là đầu tiên đấy mọi người ạ. Rất là may mắn luôn. Vâng. Được cái là tộc Cyborg này đi săn đi farm thông thạo rất là sướng. Chưa nói đến là khi bật V4 lên thì cái kỹ năng của tộc Cyborg nó có những cái tia sét kia ra. Ui giời. Double kill rồi anh em ơi. Double kill kìa. Ui triple kill với thanh niên kia cấp độ quá là thấp. Đang đánh con đang đánh cái lõi này xem nó có được cái gì không nào. Dạo này làm hack quá mọi người ạ. Sát thương gây ra khá là lớn với tộc Cyborg này thì nó cấu gọi là rất là kinh khủng mọi người ạ. Cấu rất là kinh khủng. Ui rồi lại triple kill mọi người ơi. Quá là kinh khủng luôn. Đấy. Triple kill ở cái đám lưu diêu này thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình đây là mình đang test mọi người ạ. Đấy, cho mọi người xem quay trở lại cái khoảnh khắc mà lúc mình đang sử dụng tộc Cyborg khi chuyển sang hải quân vào mấy hôm trước nhé mọi người ạ, chứ không phải là ấy đâu. Video của mấy ngày gần đây là mình đã đổi sang tộc quỷ rồi mọi người ạ. Đây là mình cho mọi người xem lại một cái đoạn mà mình đang chơi tộc Cyborg nhé. Mình lâu rồi mình không chơi cái tộc này và mình cũng nói chung là mình đang chơi cái tập với tộc quỷ nhá. Thiên thần thì như mọi người thấy thì mình rất hay chơi PVP bằng tộc thiên thần. Mình kiểu quen rồi ấy, nhưng mà mình muốn thay đổi tộc cho nó đa dạng hơn một xíu mọi người ạ. Mình cũng có chơi mấy cái tộc thỏ. Hiện tại thì đang có 4 tộc full gear rồi. Full phụ kiện thì hình như chỉ có 3 tộc là full phụ kiện. Tộc thỏ hình như vẫn chưa full thì phải. Lâu rồi cũng không vào tộc thỏ ấy mọi người ạ. Lâu rồi không vào tộc thỏ. Tộc thỏ được có cái lợi thế chạy rất là nhanh. Chạy rất là nhanh. V4 lên thì chạy nhanh kinh khủng luôn ấy mọi người, đuổi cũng khá là khướt đấy. Nói chung chơi cái game này thì mọi người vào chơi thì thường thấy anh em BB thì hay chạy, là mọi người hay bảo là run này nọ ấy. Thực ra đi BB nó phải thế mọi người ạ. Không phải cái kiểu mà như các YouTuber là solo với nhau, đấy là họ làm màu thôi. Họ làm video mà mọi người. Đây là mình để đi săn nó khác. Còn các bạn YouTuber làm video với nhau ấy, hai thằng solo với nhau thì người ta cứ lao vào nhau người ta đánh thôi. Đấy, mặc dù là người ta có trình nhưng mà người ta đấy là người ta làm video cho mọi người xem thôi, người ta không chạy các thứ ấy. Còn đây khi mọi người đi ra một cái chiến trường đánh nhau ấy, BB gọi là solo với nhau thì yêu máu thì chạy thôi chứ. Đấy là cái điều tất nhiên mà mọi người. Không phải là một cái kèo solo nào cả. Solo thì yêu máu thì cũng có thể chạy được mà. Ai cấm đâu đúng không mọi người? Mọi người mà thấy mình nói đúng thì mọi người hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và mọi người, như mọi người thấy thì mình cũng chẳng có quen YouTuber nào hết cả. Nên là cũng chẳng có cơ hội để làm màu với các bạn ấy làm gì. Biết là các bạn BB rất là hay. Nhưng mà các bạn ấy kiểu như là làm YouTuber với nhau thì thường sẽ làm video cùng nhau và kiểu như sẽ tạo cho các bạn những cái tình huống BB gọi là lao vào nhau liên tục, ai hy sinh mà chả được, ai ngỏm thì cũng có cái để mà nói mà, người ta cũng có mất cái gì đâu. Đi săn multi hoặc là đi BB thì anh em xem á thì chạy là cái điều tất nhiên thôi mọi người. Đấy là của những người đi săn cũng vậy. Mình thì BB gà thôi, nhưng mà được cái là thôi thì BB được đến đâu thì cho anh xem đến đấy thôi, cho anh em xem đến đấy thôi, chứ với lại anh em có những cái combo nào hay thì anh em chỉ mình, chứ mình thực sự là
BBB còn rất là kém, kém hơn rất là nhiều anh em ấy mọi người, chứ không phải là, không phải là mình BB hay đâu. Ok, mình giờ mình đang sẽ đổi đổi server mọi người. Đổi server. Mình phải đổi server thôi. Đây có thanh niên nào 5 triệu 3 này, 5 triệu 3 bounty này. Đấy thì đi dượt này thôi. Được cái là chuyển sang chuyển sang hải hải quân này đi săn bounty hơi lâu mọi người ạ. Thì nhiều khi anh em ở bên hải quân khá là nhiều ấy. Đi săn các bạn hải tặc nhiều khi nhìn các bạn thì bounty thấp thấp quá ăn không cả bún thánh luôn ấy. Thật sự như vậy. Mấy bạn bounty 2.000 mấy, 2 triệu mấy là mình cũng không, hầu như là mình cũng không nán lại để mình PB mấy đâu. Mình giao lưu thôi. Giao lưu thì muốn đánh thì những cái mấy cái bạn bounty cao hơn ấy chết được, nhưng mà được mình học hỏi được cái kinh nghiệm chiến đấu của người ta. Người ta những cái có những cái người PB kỹ năng rất là kinh ấy. Nói chung là đen thôi mọi người ạ. Tại vì Việt Nam có rất là nhiều người, dân tộc Việt Nam thì có rất là triệu người, nhiều triệu người ấy. Nên là có rất nhiều người PB hay mà người ta không làm YouTuber đâu, mà người ta PB không, người ta kiểu như là pro trong sự im lặng ấy mọi người. Nhiều người pro lắm, nhiều người sở hữu nhiều cái app full 30 mà bounty cả hải quân lẫn hải tặc lắm. Mình mới chơi thôi. Mình gọi là bập bẹ thôi nhá anh em. Chứ không thể so sánh với người ta được. Người ta không muốn kiểu như là lên đây, người ta chỉ sao sống trong kiểu như là sống trong hòa bình ý. Mình dạo này mấy hôm nay mình đang ốm ấy mọi người, đang bị cúm nên là cũng không thể nào là trực live suốt, làm video cũng lười lắm mọi người. Thỉnh thoảng vào có những cái video mình quay rồi ấy, mình để đấy mình đăng dần cho anh em xem thôi. Thường thì cuối tuần thì mình hay live, mà hôm nay thì đang có khả năng là chủ nhật thì mình sẽ live để kéo anh em đi săn Levi hoặc là săn nói chung là săn Levi hay săn cái gì đấy mà mọi người muốn. Tero sát, mọi người nhiều người cũng cần Tero sát mà đúng không? Mỏ neo ấy, rất nhiều anh em mà chưa có mỏ neo. Nhưng mọi người hãy đăng ký kênh và like và nhấn chuông để nhận thông báo từ những video của mình nhé. Thực sự là dạo này, dạo gần đây thì cũng khá là ít người xem, ít người theo dõi nên cũng rất là chán. Kênh chắc là khó có thể phát triển được để cho anh em có những cái sự kiện. Như mọi người thấy thì các kênh lớn người ta có kiếm được nhiều tiền rồi ấy, người ta có cái để người ta đầu tư ấy, mình thì chưa có cái vốn gì cả. Mọi người biết là lượt xem thấp và nói chung là lượt xem thấp ấy, mới lại tỷ lệ giữ chân của mọi người xem thì 1-2 phút ấy, nên là không không có gì cả. Nên là chưa có thể tạo event cho mọi người. Nên là mọi người hãy đăng ký kênh và xem video giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.